các bạn, đây là một cái sản phẩm Adimin. Đây là một cái sản phẩm axit hữu cơ được phúc thêm thảo dược trong này để đặc trị các bệnh về đường ruột. Cái thứ hai nữa, diệt ký sinh trùng, diệt chứ không phải sổ nha, sản phẩm này là diệt ký sinh trùng trong đường ruột, đồng thời trị mủ khúc đuôi, khúc cuối, mủ đuôi, đồng thời trị luôn phân trắng, rất là hiệu quả. Sản phẩm này nó là sản phẩm axit hữu cơ phức hợp thêm thảo dược bí quyết của công ty sinh học Tâm Vàng. Sản phẩm này đặc biệt là nó kháng khuẩn gan, nó diệt khuẩn gan âm mà nó không diệt khuẩn gan dương, đồng thời nó sử dụng tạt xuống nước nó sẽ diệt khuẩn và nó sẽ làm cho cái nước đẹp lại, giúp cho con tôm nó phục hồi sức khỏe và diệt những con vi khuẩn có hại trong nước và diệt ký sinh trùng trong nước luôn đó. Đây là sản phẩm Adimin hiệu quả dữ lắm, cho ăn được mà tạt được. Nếu mà ăn định kỳ, ăn ở khoảng liều 2cc đến 3cc trên 1kg, còn liều điều trị mình tăng lên gấp 3 lần, 7-10cc trên 1kg, cực kỳ hiệu quả.